Trong khuôn khổ chuyến thăm những nghệ sĩ đang gặp hoàn cảnh khó khăn bệnh tật ở các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, chương trình Mai vàng nhân ái do báo Người Lao động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng Nam Á đã đến thăm và chúc sức khỏe nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào chiều nay. Đại diện báo Người Lao động và Ngân hàng Nam Á chi nhánh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi chúc sức khỏe nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, đồng thời trao tặng quà và số tiền 5 triệu đồng cho nhạc sư. Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, sinh năm 1918 tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, nay là phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Cách đây 2 ngày, gia đình và các học trò của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã tổ chức mừng thọ ông 103 tuổi. Ông là nhà nghiên cứu và giảng dạy âm nhạc dân tộc, trong đó có loại hình đờn ca tài tử. Ông tiếp cận cây đàn gáo, đàn kiềm, đàn tranh từ khi mới lên 5 tuổi và đã cống hiến cả cuộc đời của mình cho âm nhạc dân tộc. Tạm biệt gia đình nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, đoàn lên đường đến thành phố Cần Thơ, tiếp tục chuyến hành trình cùng chương trình Mai vàng nhân ái, thăm các nghệ sĩ các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ.